Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy là cát phím tắt bật nguồn trên LG G7 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Nó khác với phím nguồn trên LG G6 là nó gắn liền phím home, thì cát phím nguồn tắt bật nguồn trên LG G7 tách biệt ra khỏi bảng main, tách biệt ra khỏi phím tăng giảm âm lượng, điều chỉnh âm lượng trên LG G7. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan cáp phím tắt bật nguồn trên LG G7, lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên LG G7 nói chung và phím nguồn, cáp phím nguồn tắt bật nguồn trên LG G7 nói riêng thay mới cho các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới phím nguồn tắt bật nguồn trên LG G7, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.